Tầm nhìn chính là thứ quyết định một người có thể thoát khỏi lối mòn tầm thường và tạo nên đột phá hay không. Không sợ đích xa không đến được, chỉ sợ tầm nhìn quá hạn hẹp. Mở rộng tầm nhìn, nâng cao hiểu biết của mình. Khi đó, tiền bạc, thành tựu sẽ là một kết quả sẽ xảy ra. Còn nếu vẫn giữ mãi một tầm nhìn hạn hẹp, dù làm việc quần quật ngày này qua tháng khác, vật lộn mãi bạn vẫn không thể thoát ra được lối mòn cũ. 1. Lincoln, hành trình từ thất bại đến vị tổng thống huyền thoại. Chỉ có người nào dám ước mơ mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn thất bại, năm 22 tuổi tranh chức nghị viện thất bại, năm 24 tuổi việc làm ăn thất bại, năm 26 tuổi, người yêu qua đời, năm 27 tuổi, từng cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, năm 34 tuổi, cạnh tranh chức nghị viên lại thất bại, năm 36 tuổi, vẫn là cạnh tranh chức nghị viện thất bại, năm 45 tuổi vẫn thất bại, năm 47 tuổi ứng tuyển phó tổng thống không trúng cử, năm 49 tuổi, lại không trúng cử, năm 52 tuổi, trúng cử chức vị tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 16. Người đàn ông này chính là Lincoln, bởi vì ông ta tin tưởng vững chắc rằng chỉ là Thượng Đế đang lùi lại chứ không phải là cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông. Cho nên, ông luôn luôn nỗ lực kiên trì hết mình và cuối cùng ông đã thành công. Lời bình có thể cho phép một người thất bại nhiều lần, thậm chí thất bại nhiều lần ở cùng một việc, nhưng không cho phép vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà từ bỏ việc đó. Vì vậy, chỉ có người kiên trì với ước mơ của mình mới có cơ hội biến nó thành hiện thực. 2. Sự an toàn tuyệt đối, kẻ địch của thành công. Muốn thành công, phải mạo hiểm. Có người hỏi một anh nông dân, anh có trồng lúa mì không? Anh nông dân trả lời, không, tôi sợ trời không mưa. Người kia lại hỏi anh nông dân, vậy anh có trồng bông không? Anh nông dân lại trả lời, không, tôi sợ kiến sẽ tha hết hạt giống. Nghe vậy người này mới hỏi, vậy anh trồng gì? Anh nông dân trả lời, tôi không trồng gì cả, tôi phải chắc chắn an toàn tuyệt đối mới làm. Lời bình, dám mạo hiểm cũng là một điều kiện không thể thiếu của người thành công. Dám nghĩ dám làm mới có cơ hội thành công. Không nghĩ không làm thì ngay cả cơ hội cũng không có. Con người đôi khi vì sợ nguy hiểm mà tránh xa mạo hiểm, nhưng lại không biết rằng chính điều đó đã khiến cho bản thân mất đi cơ hội và càng đẩy họ vào chỗ nguy hiểm. 3. Không có che chở, vẫn rạng ngời. Hành trình trưởng thành của đóa hoa nhỏ. Học cách trưởng thành và đối diện với sóng gió. Có một đóa hoa nhỏ mong manh mọc trên một gốc cây tùng cao lớn. Đóa hoa nhỏ vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở, chắn gió che mưa khiến cho nó mỗi ngày đều sống mà không phải lo lắng gì. Một hôm, đột nhiên có một nhóm công nhân đến, chẳng mấy chốc họ đã chặt đổ cây tùng to lớn này và mang đi. Đóa hoa nhỏ vô cùng đau lòng khổ sở. Nó gào khóc và nói, không có cây tùng che chở, tôi biết sống ra sao, mưa to gió lớn đến tôi phải làm thế nào, chúng sẽ giết chết thân thể nhỏ bé này của tôi mất thôi. Nghe bông hoa nhỏ gào khóc, một cái cây ở xa an ủi nó, bạn đừng nghĩ như vậy. Mất đi sự che chở đó, bạn lại có thể tiếp nhận được ánh nắng mặt trời, nhận được những giọt mưa. Như thế sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của bạn. Sau khi họ nhìn thấy bạn rồi, sẽ trầm trồ khen ngợi bạn, bông hoa nhỏ đẹp quá, bạn nói xem bạn có vui không nào. Bông hoa nhỏ nghe xong, tươi cười vui vẻ. Lời bình, con người cũng cần phải học sự trưởng thành, cần phải tách ra khỏi sự che chở của bố mẹ và gia đình, học cách tiếp nhận sự việc. Bạn nên biết, một người trải qua đủ loại thử thách sẽ có thể trở thành người mạnh mẽ. Không trải qua mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng? Chính là đạo lý này. 4. Phút biến hóa, hành trình từ ngạo mạn đến tận tâm. Thành công 99% là nhờ nỗ lực. Trước đây có một cậu bé vô cùng thông minh, nhưng vì sống trong những lời ca tụng lâu ngày, cậu bé dần dần đâm ra lười biếng. Cậu muốn dùng trí khôn của mình để kiếm lợi mà không cần phải lao động. Một ngày, cậu may mắn được nói chuyện với Thượng Đế. Cậu bé hỏi Thượng Đế, 1 vạn năm đối với ngài là khoảng bao lâu? Thượng Đế trả lời, giống như 1 phút. Cậu bé lại hỏi, 100 đồng đối với ngài là khoảng bao nhiêu? Thượng Đế lại đáp, khoảng 1 đồng. Cậu bé hỏi Thượng Đế, vậy ngài có thể cho con 1 đồng tiền không? Thượng Đế vui vẻ trả lời, đương nhiên là được, con hãy đợi ta 1 phút. Lời bình, không có sự siêng năng cần cù thì không thể tạo ra được một thiên tài. Edison từng nói, thiên tài là do 1% thiên bẩm, 99% là nhờ nỗ lực. Chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể đạt được thứ họ muốn. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả.
cho dù đó là trên thiên đường. 5. Bài học sống còn, sức mạnh của sự hợp tác. Trước đây có hai người cùng gặp cảnh đói khổ không có gì ăn. Đang cơn nguy nan thì gặp một người ngư dân đi câu cá về. Người ngư dân thấy vậy thương tình cho hai người số cá mình câu được và chiếc cần câu. Hai người họ, một người chọn giỏ cá, một người chọn chiếc cần câu. Người chọn giỏ cá thì lập tức đem số cá đó nướng ăn tại chỗ. Sau khi ăn hết chỗ cá, không lâu sau cũng chết đói vì hết cá để ăn. Còn người kia sau khi có được cần câu thì mon men ra sông câu cá, nhưng chưa ra được đến nơi thì bị kiệt sức vì đói, nằm chết bên bờ sông. Lời bình, con người chỉ có thể tồn tại và phát triển khi cùng hợp tác tương trợ lẫn nhau. Khi hợp tác thì có thể bù đắp những khuyết điểm của nhau, hóa giải mọi nguy nan trong cuộc sống. Khi bước chân vào xã hội thì điều đầu tiên cần phải học hỏi, đó là biết cách hợp tác để sinh tồn. 6. Tầm nhìn và sự nghiệp. Câu chuyện ba người công nhân, thời gian mỗi người có là như nhau, thành bại là do chính bạn chọn. Có ba người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất trả lời, anh không nhìn thấy sao? Xây tường chứ làm gì nữa? Người thứ hai trả lời, chúng tôi đang xây dựng một cao ốc. Người thứ ba trả lời, chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới. Kết quả 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của hai người kia. Lời bình, đều là ba người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người mà không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái. Chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Mỗi người chúng ta trong mỗi ngày đều có 24 tiếng như nhau. Nhưng người thành công là người an bài tốt thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu không có thời gian. Thế giới này luôn công bằng. Thành hay bại do chính mình lựa chọn. 7. Ba chàng thanh niên và bí mật của thị trấn Táo Đỏ. Ba chàng thanh niên cùng nhau đi chơi, tìm kiếm cơ hội làm ăn phát đạt. Tại một thị trấn miền núi xa xôi, họ tìm thấy một giống táo đỏ, quả to và ngọt. Giá bán tại địa phương của loại táo chất lượng cao này rất rẻ. Người thanh niên đầu tiên nhìn những quả táo này, ánh mắt sáng lên. Anh lập tức dốc hết mọi vốn liếng mang theo, mua 10 tấn táo ngon nhất chuyển về quê, bán với giá gấp đôi ban đầu. Bằng cách này, anh đã thực hiện nhiều chuyến buôn khác và sớm trở thành người giàu có nhất ở quê nhà. Chàng trai thứ hai nhìn những quả táo và suy nghĩ một lúc. Anh ta đã bỏ ra một nửa số tiền, mua 100 cây giống táo tốt nhất, vận chuyển chúng về nhà, nhận khoán một sườn đồi và trồng một vườn táo đợi đến ngày thu hoạch. Trong suốt 3 năm, anh chăm sóc vườn cây ăn quả và tưới nước đều đặn cho chúng. Người thanh niên thứ ba nhìn những quả táo và đi dạo quanh vườn cây ăn quả trong vài ngày. Cuối cùng, anh ta tìm được chủ nhân của vườn cây ăn quả, chỉ tay vào dưới gốc cây ăn trái và nói, tôi muốn mua đất này. Người chủ sửng sốt, rồi lắc đầu nói, không, tôi không thể bán mảnh đất này. Không bán được, vì bán đi rồi ông ta lấy gì mà trồng cây. Anh ta giơ một nắm đất trên mặt đất lên và cầu xin, tôi chỉ muốn một nắm đất này thôi, hãy bán cho tôi có thể trả ông bất cứ giá nào. Người chủ đấy nhìn anh cười cười và đáp, được rồi, tôi có thể cho anh số đất này. Anh chàng mang đất về quê và nhờ các chuyên gia tiến hành thử nghiệm để phân tích các thành phần và độ ẩm khác nhau của đất, đồng thời mô phỏng nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng mặt trời tại địa phương nọ. Sau đó, anh ta nhận thầu một sườn đồi cằn cỗi và dành trọn 3 năm để canh tác và chăm bón cho mảnh đất giống như mảnh đất màu mỡ kia. Cuối cùng, anh ấy đã trồng những cây táo non trên đó. Người thanh niên đầu tiên đi mua táo vẫn mua táo và trở về bán, nhưng tiền kiếm được càng ngày càng ít, thậm chí có khi không lãi hoặc lỗ nặng. Người thanh niên thứ hai mua cây giống đã có vườn cây ăn quả của riêng mình. Tuy nhiên do thổ nhưỡng khác nhau nên những quả táo mọc ra có phần kém hơn, nhưng anh ta vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Người thanh niên thứ ba mua đất là người cuối cùng sở hữu và thu hoạch táo. Những quả táo anh trồng rất ngọt và thơm, thu hút vô số người mua và luôn bán được giá tốt nhất. Câu chuyện này đã phản ánh thực tế. Mỗi người một hướng đi và kết quả cho ra các kết quả khác nhau. Nó cũng giống như cách chúng ta nhìn nhận và định hướng cuộc sống của mình. 8. Ba yếu tố quyết định tầm nhìn và tâm thái của một người. 1. Những cuốn sách đã đọc qua,
đọc sách giúp một người siêu việt và thay đổi khí chất của mình. Trong cuốn Nhan Thị Gia Huấn có câu tích tụ vạn quán gia tài, để bất thượng độc thư hữu ích. Ý nói tích lũy gia tài bạc triệu cũng không hơn đọc một cuốn sách có ích. Từ xưa đến nay, đọc sách vẫn luôn là cách khai mở cho nhân loại, giúp con người có được trí tuệ, sáng tỏ lý lẽ. Đó cũng là phương thức cơ bản nhất giúp con người học được đạo lý làm người. Đọc sách có thể giúp cho một người có kiến thức nông cạn trở thành một vị trí giả có tri thức uyên bác. Khí chất không đến từ vẻ ngoài mà toát ra từ sự tu dưỡng và tài hoa bên trong. Tăng Quốc Phiên từng nói, khí chất của con người do trời sinh, vốn khó có thể cải biến. Duy chỉ có đọc sách là có thể cải biến được. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách, đọc một vài ngày, có thể sẽ chưa có gì cải biến. Nhưng nếu chúng ta đọc nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn thì nhân sinh quan, giá trị quan của chúng ta sẽ thay đổi, tẩy tịnh được nội tâm, phóng đại tầm nhìn, dần dần ảnh hưởng đến nhân sinh. Chính vì vậy mà người xưa đều sống theo phương châm ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Trong xã hội truy đuổi vật chất, khi chúng ta có thời gian đọc sách, thưởng thức được những ý vị trong đạo lý sống của người xưa thấy đủ thường vui, người không có truy cầu phẩm cách tự cao thì sẽ khiến tâm bình khí hòa hơn. Hay khi lâm vào nghịch cảnh, gặp phải bế tắc, những lời dạy bảo trời sinh ta tất có chỗ dùng sẽ khiến tâm thái thay đổi. Kỳ thực, đọc sách không nhất định sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích vật chất hiện thực, nhưng nó giúp chúng ta tránh bị những vụn vặt đời thường làm cho mất cảm xúc. Nó giúp chúng ta trở thành một con người có hiểu biết, có tư duy, có tầm nhìn rộng mở. 2. Những con đường đã đi qua. Những con đường đã đi qua sẽ giúp một người hiểu ra rằng thế giới thật to lớn. Sẽ luôn có những người, sự vật và những điều hoàn toàn khác với chúng ta đang tồn tại và xảy ra ở trên thế giới này. Nó khiến chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng đang sống theo cách của chúng ta. Có câu nói, đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Càng đi qua nhiều những con đường khác nhau, người ta sẽ càng có tầm nhìn rộng lớn hơn. Khi tầm nhìn càng rộng lớn, người ta sẽ càng có cái nhìn khác về nhân sinh, ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Khi trải qua nhiều việc trên đời, gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoài bão của một người sẽ trở nên rộng lớn. Họ cũng sẽ không giới hạn bản thân ở một khoảng không gian nhỏ hẹp, không cảm thấy tù túng với thế tục. Khi ấy, họ sẽ có thể dùng tâm thái tốt đẹp để đối mặt với cuộc sống của chính mình. Thời cổ đại, du ngoạn, ngao du sơn thủy là một nét văn hóa không thể thiếu, đặc biệt là đối với các văn nhân, thi nhân, đạo sĩ như Lý Bạch, Vương Duy. Sử học gia Tư Mã Thiên, năm 20 tuổi đã đi khắp 9 tỉnh của đất nước, về sau hoàn thành nên bộ sử ký nổi danh nhất lịch sử. Ngay từ nhỏ, Tư Mã Thiên đã được cha là Tư Mã Đàm, sử học gia nổi tiếng học rộng tài cao thời Tây Hán tận lực bồi dưỡng. Từ năm lên 10 tuổi, Tư Mã Thiên bắt đầu đọc một vạn cuốn sách. Tư Mã Đàm còn thỉnh mời các nhà nho nổi tiếng đương thời là Khổng An Quốc, Đồng Trọng Thư làm thầy dạy cho Tư Mã Thiên. Năm Tư Mã Thiên 20 tuổi, cha ông đã cho ông một chiếc xe ngựa để ông thực hiện các chuyến đi thực tế trong xã hội rộng lớn. Mục đích là để Tư Mã Thiên tiếp xúc với sông núi hùng vĩ và các phong tục sinh hoạt của người dân bốn phương, tìm kiếm các truyền thuyết lịch sử và các tư liệu lịch sử khác nhau. Tư Mã Thiên đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi học này, cuối cùng trở thành người am hiểu mối liên hệ giữa tự nhiên và con người, thông hiểu cổ kim. 3. Những người ta từng gặp: Khổng Tử giảng, Phu Nhân giả, Kỷ Dục lập nhi lập nhân, Kỷ Dục đạt nhi đạt nhân. Ý nói phàm là người nhân từ thì khi mình muốn lập được thân thì mình cũng khao khát cho người khác được như thế. Tầm nhìn và tấm lòng của một người sẽ thể hiện ra ở sự bao dung đối với người khác. Cho nên, những người ta đã từng gặp giúp ta học được bao dung và cảm ơn. Mỗi người sống trên đời đều có điểm mạnh điểm yếu riêng. Điểm mạnh của một người có thể là điểm yếu của người khác. Điểm yếu của người khác lại có thể là điểm mạnh của mình. Cho nên, tầm nhìn và tấm lòng của một người thường không nằm ở điểm người ấy có thế mạnh gì, mà là người ấy có thể nhìn rõ điểm mạnh của người khác, chấp nhận sự khác biệt của người khác và có thể thoát ra khỏi những thành kiến mà thân phận và địa vị mang lại. Họ có thể vừa dùng trí tuệ để nhìn kỹ người khác, lại dùng tấm lòng để bao dung người khác. Hàn Tín ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, dựa vào việc câu cá đổi tiền duy trì cuộc sống. Ông thường bị những người xung quanh xem thường. Một lần, có một đám thiếu niên hư hỏng ở trước mặt Hàn Tín mà làm nhục ông. Một người trong đó nói với Hàn Tín: Ngươi khoác kiếm làm gì? Ngươi dám sát nhân không? Ngươi dám sát nhân thì chặt đầu của ta xem. Nếu ngươi không dám sát nhân thì ngươi chui háng ta mà đi. Hàn Tín là người có chí hướng lớn, nên ông đã không gây sự mà nhẫn nhịn chui qua háng của kẻ kia. Nếu khi ấy,
Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình. Ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn, nhưng sẽ không có đại tướng quân Hàn Tín nổi danh sau này. Những điều Hàn Tín trải qua nói cho chúng ta biết đạo lý, có thể bao dung được những điều mà người trong thiên hạ khó dung được thì mới có thể làm được những điều mà thiên hạ ít người làm được. Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều theo đuổi thành công. Người cố gắng có rất nhiều nhưng người có thể nhường nhịn và khoan dung lại rất ít. Lấy tâm mừng vui mà xem sự việc, mọi việc sẽ đều vì ta mà sinh. Lấy tâm cảm ơn mà nhìn người, mỗi người đều sẽ vì ta mà đến. Học được bao dung và cảm ơn người thân, bạn bè, những người đem đến cho ta niềm vui và cả những người đem đến cho ta khó khăn trắc trở mới khiến tấm lòng của chúng ta rộng mở. 9. Hành trình thay đổi số phận của một ngôi làng. Có một ngôi làng đã cư trú lâu đời trong thung lũng. Để lấy nước uống, họ phải đi đến một con sông rất xa, rất xa. Người già và trẻ nhỏ không thể đến được. Thế là dân làng quyết định giao cho hai thanh niên khỏe mạnh nhiệm vụ gánh nước hàng ngày, đồng thời cam kết mỗi gánh nước sẽ được trả một khoản thù lao nhất định. Hai chàng trai vui vẻ nhận lời. Sau đó họ chuẩn bị thùng gánh nước. Hàng ngày lúc mặt trời mọc họ đi làm cho đến tận hoàng hôn mới nghỉ. Mặc dù rất vất vả, nhưng do có thu nhập cũng khá nên họ làm rất hăng say. Một anh chàng nghĩ, đến khi mình để dành đủ tiền, mình sẽ làm nhà, rồi cưới vợ sinh con. Khi đó cuộc sống mới thật hạnh phúc nhường nào. Còn chàng trai thứ hai lại nghĩ, mỗi ngày trèo đèo lội suối, gánh nặng đường xa, chẳng thể làm lâu dài như thế được. Hơn nữa, gánh nước đã lấy hết thời gian của mình, chẳng có chút tự do và vui thú gì cả. Nếu mà dẫn được nước từ con sông ngoài núi kia vào thung lũng, thì chẳng phải sẽ không cần gánh nước đó sao? Đương nhiên, việc dẫn nước sông vào thung lũng không hề dễ dàng chút nào. Đó là công trình lớn cần đầu tư công sức. Nhưng chàng trai này vẫn tin tưởng, việc này là do con người. Chỉ cần mọi người nhất trí đồng lòng, không có việc khó nào mà không làm nổi. Một hôm vào ngày hè lúc hoàng hôn, chàng trai kết thúc công việc, tìm đến trưởng bản nói về ý tưởng của mình. Anh hy vọng trưởng bản sẽ kêu gọi tất cả dân làng đóng góp làm đường ống dẫn nước, giải quyết rốt ráo vấn đề nước sinh hoạt cho cả làng. Nhưng ý kiến của anh đã bị đại bộ phận dân làng phản đối. Mọi người nói, truyền thống làng ta từ thời xưa đến nay là gánh nước về sinh hoạt. Các cụ bao đời đã làm như thế rồi. Anh lại muốn thay đổi à? Muốn hơn các cụ à? Đúng là trứng khôn hơn vịt. Tốt nhất là anh cứ chăm chỉ đi gánh nước đi. Đừng có suy nghĩ viển vông mà tự cắt con đường sống của bản thân mình. Mặc dù mọi người không tiếp thu đề xuất của mình, chàng trai vẫn không chịu từ bỏ ý định. Anh tận dụng thời gian rỗi, cùng với mấy người bạn ủng hộ, họ cùng nhau lặng lặng làm đường ống. Mấy năm sau, anh chàng gánh nước kia có một khoản tiền, không những làm nhà, lấy vợ, mà còn mua được nhiều đồ gia dụng và lương thực. Còn anh vẫn cô độc một mình, sống trong căn nhà lá ọp ẹp. Anh dành toàn bộ tiền công đầu tư vào làm đường ống dẫn nước. Lại mấy năm nữa trôi qua, đường ống nước của anh đã về đến làng. Nhìn dòng nước trắng phao phao chảy ào ào không dứt, mọi người đều vui mừng bất ngờ, tới tấp đến mua nước. Anh bạn cùng gánh nước kia bị thất nghiệp, vì nước mua từ đường ống rẻ hơn nước gánh rất nhiều. Anh bạn kia đành phải đi đến làng khác xa xôi gánh nước thuê để nuôi gia đình, thu nhập cũng ít hơn trước nhiều. Tầm nhìn sẽ quyết định đến tương lai của con người. Người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy được cái lợi ích và tiện lợi trước mắt. Đó đều là những cái lợi nhỏ nhoi, ngắn hạn mà thôi. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ bỏ cái lợi nhỏ, ngắn hạn trước mắt, mà đầu tư công sức, tiền của vào tương lai, rồi ắt có thành công lớn, thành quả lâu dài. Người có thành công lớn là người có tâm nhẫn nại, quyết chí bền lòng. Ngoài ra, đó phải là người có lòng thiện lương, vì lợi ích cộng đồng, thì mới nhận được sự giúp đỡ góp sức của người khác. Nếu chỉ dựa vào quyết tâm sức lực cá nhân thì việc lớn cũng khó thành. Nếu việc chỉ lợi bản thân, thì cuối cùng cũng cáo chung bằng thất bại mà thôi. Nhưng cũng có người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng lại chỉ biết suy nghĩ, kế hoạch viển vông, cứ lần lữa chẳng chờ đủ điều kiện, mãi chẳng bắt tay vào làm thì cũng chẳng làm nên công cán gì. Hành trình vạn dặm cũng bắt đầu bằng từng bước chân, tích tiểu thành đại, tích đất thành núi, chẳng ai có thể một bước lên trời được. Thành công luôn được xây dựng từ những giọt mồ hôi, tâm huyết, là kết quả tích lũy công sức vất vả từng ngày, từng giờ. Tầm nhìn quyết định tương lai, tầm nhìn cũng là thể hiện của trí tuệ và cũng có thể bồi dưỡng gây dựng được, chỉ cần dám nghĩ và dám làm, dám chịu chấp nhận rủi ro mà thôi. 10. Tầm nhìn quyết định vận mệnh sang, hèn,
thứ duy nhất giúp một người thoát khỏi lối mòn tầm thường và tạo nên bước đột phá trên vạn nẻo đường đời chính là nuôi dưỡng tầm nhìn của mình. Tầm nhìn hạn hẹp đè bẹp tư duy. Tầm nhìn là nghệ thuật thấy được những gì với người khác là vô hình. Jonathan Swift. Người đứng ở tầng 2 chỉ thấy lá rụng, nhưng đứng ở tầng 72 sẽ thấy cảnh sắc hùng vĩ của thành phố dưới chân. Vị trí và độ cao khác nhau, quan điểm và hành động sẽ khác nhau, thành tựu cũng vì thế thay đổi. Ếch ở đáy giếng thấy bầu trời chỉ bằng miệng giếng, còn với đại bàng bầu trời là vũ trụ bao la. Người chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng không làm sao hiểu được thế giới ngoài kia rộng lớn và hùng vĩ thế nào. Trong bộ phim hoạt hình Vio, chú vẹt Blue bị buôn lậu và được một cô gái tốt bụng nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Tuy Blue rất thông minh, có thể hiểu tiếng người, nhưng cậu lại không biết bay. Cuộc sống được bao bọc nhiều năm bên cạnh con người đã làm mờ đi bản năng sinh tồn căn bản của một chú vẹt xanh vốn thuộc về núi rừng Nam Mỹ. Chỉ đến khi được đưa đến Rio de Janeiro, lúc khao khát muốn cứu nàng vẹt Gio đang thập tử nhất sinh thì cậu mới tìm lại được khả năng này. Ở một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống, ta có thể nhìn thấy chính mình trong hình ảnh chú vẹt Blue. Khi mà ta bị cuốn vào những việc không tên đầy bộn bề, vụn vặt trước mắt mà quên ngẩng đầu nhìn bao quát cuộc sống xung quanh, hiện tại của mình. Để rồi lạc lối trong mớ hỗn độn, đánh mất mục tiêu ban đầu. Tầm nhìn được ví như ngọn hải đăng, giúp cho người đi biển định hướng, không bị lạc trên biển cả mênh mông. Trong khi người có tầm nhìn xa chú tâm vào những điều cốt lõi và bỏ qua những chi tiết thừa thãi, thì người có tư duy ngắn hạn lại chỉ chú tâm vào những điều nhỏ nhặt, vụn vặt và chi li. Người có tầm nhìn làm việc để theo đuổi đam mê, gây dựng sự nghiệp trong khi những người khác vật lộn với công việc nhàm chán, nặng nề để duy trì cuộc sống. Vào một ngày tháng 10 năm 1883 ở vùng núi Tây Bắc nước Mỹ, có một cậu bé được sinh ra trong ngôi làng nghèo đói, thiển cận, mù chữ. Như bao trẻ em khác trong làng, cậu bé chấp nhận làm việc ở mỏ than với mức lương $1 mỗi ngày. Có lẽ cậu sẽ trở thành công nhân mỏ vô danh, chật vật với cuộc sống nơi làng quê nghèo nếu không có một người đàn ông nói với cậu rằng cậu bé là một người sáng giả. Nếu được học hành đàng hoàng thì chắc hẳn sẽ gây ảnh hưởng trên thế giới. Chính điều đó đã nâng tầm nhìn của cậu, vượt ra khỏi ngôi làng hẻo lánh, đến nơi có trường học đầy đủ. Hơn thế nữa, còn gieo hạt giống niềm tin vào bản thân vào trí óc cậu, để rồi hạt giống đó nảy mầm, bám rễ theo thời gian, giúp cậu vượt qua vô vàn những chướng ngại khác. Cậu bé đó chính là Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách Think and Grow Rich, Nghĩ giàu, làm giàu, nổi tiếng mọi thời đại. Tầm nhìn đã thay đổi thành tựu cuộc đời con người như thế đấy. Làm sao để định kỳ mở rộng tầm nhìn? Trên thế giới có rất nhiều người, có khi đến hàng triệu, bị khống chế và mắc kẹt trong những công việc buồn chán. Tầm thường chỉ đơn giản mang lại cho họ sự tồn tại không hơn, không kém. Napoleon Hill đã viết trong Đường đến Thành Công. Trong cuốn sách này, Hill cho hay mỗi khi bắt đầu một công việc, dấn thân vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó, lúc đặt ra kế hoạch đầu tiên bạn thường không dự trù được toàn bộ những khả năng có thể diễn ra ở tương lai. Nhưng dần dà sau khi trải nghiệm một thời gian, bạn có thể mở rộng tầm nhìn của mình và có cái nhìn bao quát hơn. Đây chính là sức mạnh đưa bạn vượt ra khỏi những công việc tầm thường, tiến lên những bậc thang đến thành công. Có nhiều cách để mở rộng và nâng cao tầm nhìn của bản thân. Cách đơn giản và ít tốn kém nhất chính là đọc sách, trau dồi kiến thức, mở rộng hiểu biết của mình. Điều này đòi hỏi thời gian, sự kiên trì của mỗi người. Bạn có thể kết giao với những cái đầu lớn, tầm nhìn cao hơn mình để học hỏi từ họ. Trò chuyện cùng họ khiến tâm trí bạn dễ dàng được khai mở. Đôi khi, một giờ trò chuyện cùng những người này còn hơn cả tuần đọc sách. Zig Ziglar từng nói, hãy đi xa hết tầm mắt, bạn có thể nhìn thấy xa hơn. Không gì mở mang trí tuệ bằng dấn thân ra thế giới rộng lớn. Đi, để biết thế giới vận hành ra sao. Đi, để biết ta có thể vươn xa đến thế nào. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân. Theo Napoleon Hill, thất bại cũng là một cơ hội để xây dựng tầm nhìn. Thất bại buộc chúng ta phải nhìn lại bản thân, nhìn lại kế hoạch đã cũ, đồng thời trèo lên đống đổ nát đó để mở rộng tầm nhìn và xây dựng những mục tiêu mới mẻ và phù hợp hơn. Trên tất cả, điều quan trọng nhất là phá bỏ rào cản của chính mình. Thế giới thừa nhận con người bạn theo cách gắn với những gì bạn tự hào về mình. Hill viết trong cuốn Đường đến Thành Công. Bạn cần tin vào năng lực của mình để có thể thực hiện những chuyện to tát. Đừng để bất kỳ ai, kể cả chính bạn, nói rằng giới hạn của bạn ở đâu, hay bạn chỉ có thể trở thành ai đó nhàm chán, vô dụng. Cuối cùng, hãy khắc ghi lời nói của Nelson Mandela.
Hành động mà không có tầm nhìn thì chỉ là qua ngày đoạn tháng. Tầm nhìn không có hành động thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Nếu ví thành công của một người như một ngôi nhà thì tầm nhìn chính là kết cấu, kiến trúc, còn kỹ năng, phẩm chất, kiến thức của một người chính là nội thất của căn nhà đó. Cho dù kiến trúc có đẹp, nhưng thiếu đi nội thất căn nhà chẳng thể nào hoàn chỉnh. Nên nhớ, mọi kế hoạch bạn vẽ ra sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu chúng không bao giờ được thực thi. 11. Thành hay bại quyết định bởi 4 điều. 1. Mở rộng tầm nhìn. Chúng ta thường nói, may mắn cũng là một loại năng lực. Nhưng trong cuộc sống, với nhiều trường hợp, nếu một người có tầm nhìn hạn hẹp, dù may mắn, cơ hội đến gần, họ cũng không thể nắm bắt. Tầm nhìn càng rộng, khả năng nắm bắt cơ hội càng mạnh mẽ. Có câu chuyện một vị danh họa lớn muốn đổi tranh của mình lấy xe bắp cải. Một hôm, nghe thấy một tiểu thương đang kêu bán cải trắng ở ngoài cửa. Vị danh họa sau khi vẽ một cây cải trắng lên giấy, ra ngoài tìm tiểu thương đó. Tiểu thương vội chào. Vị danh họa nói, tôi dùng bức họa này đổi lấy một xe cải trắng của anh. Như thế thế nào? Tiểu thương ngay lập tức phản ứng lên, dùng một bức họa của cây cải giả đổi lấy một xe cải thật của tôi ư? Nếu không phải ông đã giả, tôi nhất định sẽ mắng ông một trận. Nghe vậy, vị danh họa chỉ đành quay lưng rời đi. Sau này tiểu thương mới biết, người đó chính là một danh họa lớn. Bức họa đó có thể mua được hàng ngàn xe cải trắng. Người tiểu thương đã hối hận, nhưng cơ hội đó đã không còn nữa. Tầm nhìn của một người quyết định vận may của họ. Sự may mắn, cơ hội của mọi người gần như bằng nhau. Khác biệt chính là một số người nhận ra, nắm bắt cơ hội, bay cao bay xa. Trong đó có những người để cơ hội trôi qua mà chẳng thể nắm bắt, chỉ còn lại tiếc nuối và hối hận. Mở rộng tầm nhìn của chính mình, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều, suy tư nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, mới có thể chính xác nắm bắt cơ hội, nắm bắt món quà của số phận. 2. Độ sâu của tư duy. Cuộc đời giống như một ván cờ vây. Một số người đi một bước nhìn một bước. Người như vậy tầm mắt hạn hẹp, thường là người chơi cờ kém. Nhiều người khác đi một bước nhìn ba bước, có khả năng đánh giá và dự đoán tình hình tương lai chính xác. Người như vậy mới là cao thủ. Độ sâu của tư duy quyết định đến độ dày của tiền kiếm được. Kiếm tiền thử thách sự tầm nhìn của một người, cũng thử thách trí óc của một người. Sự nhận thức, hiểu biết và đánh giá sâu sắc về các vấn đề mới giúp người ta có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh. Người chỉ cần mất một giây để nhìn thấu bản chất của một sự việc và người mất cả đời mà vẫn không thể hiểu rõ bản chất của sự việc, định sẵn sẽ khác nhau. Chỉ bằng cách nâng cao chiều sâu trong tư duy, suy nghĩ, mới có thể mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có. 3. Phẩm chất đủ tốt. Đức hạnh là nền tảng của sự giàu có. Chỉ khi nhân cách đạo đức của một người đủ tốt, họ mới có thể phù hợp với sự giàu có tương ứng. Tiền bạc là con dao hai lưỡi, đức hạnh là lá bùa hộ mệnh. Chỉ bằng cách không ngừng tu dưỡng bản thân và nâng cao phẩm chất, người ta mới có thể làm giàu và giữ gìn, làm chủ được của cải, sự giàu có của bản thân. Đối diện với những xung đột về lợi ích, quyền lợi, tiền bạc, giữa người với người dễ nảy sinh các mâu thuẫn. Lúc này, biết bao dung, thông cảm, giữ hòa khí với nhau thì mọi việc mới có thể thuận lợi, dễ dàng hơn. Có câu chuyện một người chủ giàu có đã mở một dãy trọ. Do khu trọ nằm ở vị trí đắc địa nên hàng ngày có rất nhiều khách, hái ra tiền mỗi ngày. Thấy làm ăn phát đạt, chủ quán trọ này ngày càng kiêu ngạo với khách. Một hôm, có một đứa trẻ lỡ làm vỡ bình hoa. Người chủ rất giận dữ, làm to chuyện để đòi đứa trẻ đền bù tiền. Những người xung quanh nói quên đi, đừng bận tâm đến đứa trẻ bởi đứa trẻ không cố ý nhưng người chủ nhất quyết không nghe. Cuối cùng, cha mẹ của đứa trẻ đã trả tiền đền. Kể từ đó, câu chuyện về người chủ lan rộng, khách hàng giảm dần, công việc kinh doanh sa sút. Một người có tấm lòng nhân hậu, đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, một người như vậy chắc chắn sẽ nhận được nhiều phúc lộc. 4. Tầm cao của mục tiêu. Một người đặt mục tiêu cao có thể đạt được kết quả tầm thường. Nếu bạn đặt mục tiêu tầm thường, cuối cùng bạn chỉ có thể đạt được mức thấp. Nếu bạn đặt mục tiêu quá thấp, cuối cùng bạn sẽ chẳng đạt được gì. Núi cao thì có trèo sẽ lên tới đỉnh, đường xa thì có chạy sẽ về đến đích. Chỉ bằng cách đặt mục tiêu cao hơn khả năng của mình, người ta mới có thể đạt được điều gì đó và đạt được điều gì đó. Một học giả từng nói, người không có mục tiêu giống như một chiếc thuyền không có bánh lái. Nếu con thuyền ấy cứ trôi lênh đênh, cuối cùng sẽ đi đến đâu? Một người không có ước mơ, không định rõ mục tiêu,
đó là một người sẽ khó đạt được thành tựu gì đó trong cuộc đời. Tự đặt mục tiêu cao cả. Trong lòng có mục tiêu, chúng ta mới có động lực để đứng lên, hướng về phía trước. Không sợ đường xa, chỉ sợ mục tiêu hạn hẹp. Hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân, có hoài bão, lý tưởng và cố gắng. Dù đích của bạn ở bao xa, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến được. Có người đã hỏi một nhà đầu tư nổi tiếng, ông đã tiếp xúc với nhiều người kinh doanh, giàu có liệu có thể tìm ra một số bí quyết thành công từ họ để chúng ta những người bình thường có thể học tập. Nhà đầu tư ấy trả lời, không thể có một bí quyết nào đặc biệt và hiệu quả. Nếu thật sự có, thì mọi người đều làm theo và không còn gọi là bí quyết nữa. Nhưng khi tôi suy nghĩ về những người đó, họ thực sự có một điểm chung, đó là họ có một tầm nhìn xa. Trong cuộc đời này, thành tựu tình cờ là do may mắn, còn thành tựu lâu dài là do tầm nhìn. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều phản ánh tầm nhìn của bạn. 12. Người có tầm nhìn hạn hẹp, cuộc đời sẽ càng ngắn ngủi. Trần Lương làm việc trong một công ty nhà nước đã được 10 năm. Những người vào cùng anh đều đã được thăng chức. Duy chỉ có anh vẫn mãi là một nhân viên nhỏ bé. Lương của anh cố định mỗi tháng là 15 triệu. Lại phải phụ trách tất cả việc chi tiêu trong gia đình. Mặc dù ăn tiêu rẻ sẻn nhưng vẫn không thể đủ với mức sống đắt đỏ nơi thành phố. Sở thích duy nhất của Trần Lương là xem phim. Mỗi lần muốn đi xem phim đều phải phân vân suy xét hồi lâu. Càng không nói đến những chi phí khác như du lịch hay học bồi dưỡng. Cuộc sống như vậy đã biến Trần Lương trở thành một người ki bo và thích kiếm lợi từ người khác. Du lịch tiêu hết 420.000 liền báo công ty thành 500.000. Bữa tiệc cùng khách hàng cũng phải nghĩ cách để công ty trả 500.000, 600.000. Ngay cả quà sinh nhật vợ cũng phải đòi công ty thanh toán. Những việc này bị giám đốc phát hiện. Vì thông cảm với hoàn cảnh của anh ta nên không truy cứu nữa. Tuy nhiên từ đó anh ta như trở thành cái gai trong mắt giám đốc, khiến anh mãi vẫn không được thăng chức như những người khác. Một con người tham lam tự khắc sẽ không được trọng dụng. Làm việc 10 năm trong công ty nhưng Trần Lương mãi vẫn chỉ là một nhân viên cấp dưới thấp cổ bé họng. Trên thực tế, đó là biểu hiện của tầm nhìn hạn hẹp. Vật lộn mãi vẫn chỉ ở trong đáy giếng chật hẹp mà không thể nhảy ra ngoài. Thời Tam Quốc, Viên Thiệu, người từng là một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất, cuối cùng là ôm hận mà chết. Ông là người có tầm nhìn hạn hẹp, hay chần chừ không quyết đoán, không chịu nghe theo ý kiến nghênh đón Hán Hiến Đế về Nghiệp Thành, cuối cùng bị Tào Tháo vượt trước một bước. Tào Tháo tấn công Lưu Bị, hậu phương không có binh canh giữ. Đây là cơ hội hiếm có, nhưng Viên Thiệu lại lấy cớ con trai bị bệnh nên không xuất binh, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đánh bại Tào Tháo. Nắm trong tay một con bài tốt nhưng lại không cách sử dụng, tầm nhìn hạn hẹp và không giỏi mưu lược, Viên Thiệu cuối cùng vẫn thất bại trong tay Tào Tháo, thổ huyết mà chết. Làm người đừng để giống như những đồ vật, bị giới hạn trong chính khuôn mẫu và rào cản của chính mình. Người có tầm nhìn hạn hẹp, phần lớn giống ếch ngồi đáy giếng, lòng dạ hẹp hòi, luôn quan tâm đến những lợi ích vụn vặt, kết quả chỉ nhặt được hạt vừng mà mất hết những hạt dưa. Nếu bạn cứ luôn vì những chuyện vụn vặt, không quan tâm đến những vấn đề thực sự quan trọng của cuộc đời mình, vậy mãi mãi bạn vẫn không thể thoát khỏi số phận ếch ngồi đáy giếng. 13. Người có khả năng nhìn xa trông rộng luôn dễ dàng có được thành công. Những người tài giỏi có chiến lược luôn đứng ở trên cao, nhìn được xa hơn và dễ dàng chớp cơ hội nhanh hơn những người khác. Đó là lý do mà họ luôn có được thành công. Giống như nhà từ thiện lừng lẫy Kiều Chí Dung được tái hiện trong bộ phim Kiều Gia Đại Viện. Một trong những bí quyết thành công của anh chính là khả năng phán đoán và tư duy sắc bén. Năm 1838, sau khi đoạt lại tất cả từ tay anh trai, Kiều Chí Dung bắt tay vào công cuộc khôi phục gia trang, chấn hưng gia tộc. Nhận ra được vấn đề khó lưu thông tiền tệ, Kiều Chí Dung bắt đầu lên kế hoạch. Anh mở hai cửa hàng hối đoái Đại Đức Thông và Đại Đức Phong, giúp thương gia thực hiện ước mơ rút ngoại hối ở những nơi khác nhau. Chẳng bao lâu sau, tập đoàn Kiều Thị của anh ta nhanh chóng phát triển khắp cả nước, dần có khả năng chấn hưng Kiều gia, khôi phục lại gia tộc đang trên bờ vực suy vong. Sau khi kinh doanh phát đạt, Kiều Chí Dung vẫn không quên cống hiến hết mình phục vụ Tổ quốc. Khi Tả Tông Đường chiếm lại Tân Cương cần lượng lớn lương thực, anh đã tập trung tài trợ hàng triệu lượng bạc. Lý Hồng Chương thành lập Sư đoàn quân Bắc Dương, anh đi đầu trong việc quyên góp 100.000 lượng bạc và tài trợ một tàu chiến. Hạn hán xảy ra, dân đói triền miên, anh lập rạp phát cháo, cứu đói dân tị nạn. Tấm lòng lương thiện ấy đã giúp Kiều Chí Dung có được tiếng thơm lừng lẫy. Việc kinh doanh càng trở nên thuận lợi hơn,
trở thành thương gia giàu có dẫn đầu tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc lúc bấy giờ. Sự nghiệp thành công của Kiều Chí Dung không phải tự nhiên mà có được, đó là nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, phán đoán, tư duy sâu sắc và nỗ lực không ngừng của anh. Những người có tầm nhìn rộng mở, nhìn có vẻ họ đang đi đường vòng, nhưng thực chất họ đã đến gần thành công sớm hơn bạn một bước rồi. 14. Tầm nhìn không giống nhau tự khắc vận mệnh sẽ khác nhau. Điều gì đã tạo nên sự chênh lệch giữa người với người? Đó chính là tư duy hạn hẹp, đời người cũng sẽ trở nên khác nhau. Lôi Quân và đồng nghiệp của ông cùng nhau đến Kim Sơn làm việc đã nhiều năm, tuy nhiên vẫn chưa làm được gì nổi bật. Năm 2009, bọn họ đều nhận thức được sự phát triển nhanh chóng của Internet. Người bạn đồng nghiệp đã qua tuổi trung niên, có gia đình con nhỏ. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn tung hoành làm giàu và cũng không muốn tự tạo áp lực cho bản thân. Lôi Quân đã ngoài 40 tuổi nhưng ông vẫn muốn thử một lần, biết đâu đó lại là cơ hội của đời mình. Ông quyết tâm sử dụng Internet sản xuất điện thoại di động, thành lập công ty Xiaomi. Vài năm sau, Xiaomi đã trở thành thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc và Lôi Quân sở hữu khối tài sản lên tới 24,5 tỷ đô la Mỹ. Còn người bạn đồng nghiệp kia vẫn mãi chỉ là một nhân viên bé nhỏ. Hai con người cùng đối mặt với cơ hội kinh doanh giống nhau nhưng lại có tâm lý và cách tư duy khác nhau. Chính điều đó đã hình thành nên hai cuộc đời trái ngược. Có câu nói rằng, thái độ quyết định cao độ quyết định tầm nhìn quyết định tư duy, và tư duy quyết định kết quả. Những người chỉ cúi đầu quan tâm đến đường đi mà không chịu ngẩng lên nhìn trời, khi không chú ý sẽ rất dễ đi sai phương hướng và không thể lên được đỉnh cao của sự thành công. Người có tầm nhìn hạn hẹp, không chịu nghiên cứu tìm tòi, đối mặt với những con đường lạ lẫm phía trước lại cảm thấy sợ hãi không dám bước tiếp. Nếu cứ để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy cả đời bạn cũng sẽ lún mãi trong hố bùn mà không thể ngoi lên được. Người có chí tiến thủ sẽ không ngừng học hỏi. Dù nghèo khó hay vất vả, họ cũng cố gắng thoát ra khỏi vực sâu của cuộc đời và chờ đợi thời khắc lội ngược dòng leo lên đỉnh vinh quang. Bởi vậy, chỉ có nâng cao khả năng tư duy quan sát, bạn mới có thể mở được cánh cửa của sự thành công. 15. Bài học từ biển cả. Chuyện xảy ra tại một trường học của người Do Thái. Thầy giáo đưa các học trò của mình tới một vịnh nhỏ để thi bơi trong một ngày trời lặng gió. Thầy bảo các trò nam khỏe mạnh và giỏi bơi lội hãy thi bơi ra biển xem ai có thể bơi xa nhất. Một số nam sinh liền lao mình xuống nước và bắt đầu bơi, còn một số thì bối rối đứng lại trên bờ mà không tham gia cuộc thi. Thầy giáo chèo một chiếc thuyền lớn theo sau những học trò dũng cảm đang bơi trên biển xanh. Chỉ một quãng ngắn tất cả các chàng trai dũng cảm đều phải chèo lên thuyền của thầy. Tất cả đều kiệt sức không thể bơi tiếp. Thầy giáo tiếp tục chèo thuyền ra xa hơn, gấp đôi quãng đường học trò đã bơi được và thông báo thuyền thúng sắp bị chìm. Tất cả học trò của thầy nhảy xuống bơi thục mạng vào bờ mà không dám ngoái đầu quay trở lại. Thầy giáo vẫn bơi đằng sau giữ khoảng cách vừa đủ để học sinh không biết có phao cứu sinh nhưng cũng đủ an toàn để có thể cứu những bạn có thể bị đuối sức. Cuối cùng tất cả đều vào bờ bình an vô sự. Lên đến bờ, thầy giáo hỏi, tại sao lúc bơi ra mới được một quãng các em đã dừng lại không bơi tiếp? Các nam sinh trả lời, thưa thầy, khi bơi từ bờ ra biển, bọn em đã rất hoang mang khi thấy biển khơi mênh mông, trong khi chiếc thuyền của thầy ở phía sau cứ như một cái phao cứu sinh mời gọi. Chính vì thế, bọn em đã bỏ cuộc. Thầy giáo hỏi, vậy các em có biết tại sao khi bơi về, dù rằng rất mệt và phải bơi gấp đôi quãng đường chiều đi mà các em vẫn bơi vào bờ an toàn không? Các nam sinh ấp úng nhìn nhau không ai trả lời được lý do của sự việc này. Thầy giáo nhìn các trò đang chăm chú nghe như nuốt từng lời rồi nói tiếp, có mục tiêu rõ ràng và không còn đường lùi hay bất cứ sự hỗ trợ nào khác. Các em đã dựa vào chính mình và đã về đích. Còn khi các em bơi từ trong bờ ra biển khơi mênh mông, các em không thấy được mục tiêu phía trước mặt, nên các em nhanh chóng rơi vào cảm giác sợ hãi, rồi dần trở nên tuyệt vọng. Không có tầm nhìn, các bạn sẽ sợ hãi trước mọi thử thách giống như nhóm bạn ngồi trên bờ không tham gia cuộc thi. Các bạn được cung cấp kiến thức nhưng lại thiếu kỹ năng. Không được định hướng nghề nghiệp tốt khiến các bạn sợ hãi khi tìm một công việc phù hợp với mong muốn bản thân và dễ dàng chấp nhận một công việc không đúng sở trường miễn sao có tiền trang trải cuộc sống. Thiếu các mục tiêu cho sự nghiệp, các bạn sẽ giống các chàng trai dũng cảm lao ra biển bơi nhưng chỉ một lát đã thấy mệt mỏi vì thấy biển khơi mênh mông. Gặp khó khăn sẽ bám vào phao cứu sinh mà không thể nào phát huy được những năng lực tiềm ẩn trong mỗi cá nhân. 16. Người có 5 biểu hiện này tầm nhìn hạn hẹp, khó thành công. Hãy loại bỏ sớm.
vận mệnh sẽ thay đổi. Tầm nhìn của một người quyết định sự thành công trong cuộc sống của họ. Nếu ví thành công của một người như một ngôi nhà thì tầm nhìn chính là kết cấu, kiến trúc thì kỹ năng, phẩm chất, kiến thức của một người chính là nội thất của ngôi nhà. Một người có thành công hay không phần lớn do tầm nhìn xa, kiến thức tốt, giàu kinh nghiệm. Nếu cộng thêm tố chất tâm lý vững vàng, việc đạt được thành công càng trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, những người có tầm nhìn hạn hẹp lại rất khó thành công. Nếu một người có 5 đặc điểm này thường là người thiếu hiểu biết, tầm nhìn hạn hẹp, gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp khó mà hanh thông, phát triển. 1. Kiêu căng. Đối với nhiều vấn đề, mới chỉ hiểu được một phần, chúng ta đã nghĩ nó tương đối đơn giản bởi tư duy của chúng ta còn hạn chế để suy nghĩ, hiểu sâu về bản chất vấn đề. Tuy nhiên, khi tập trung nghiên cứu vào vấn đề đó, càng tìm hiểu chúng ta sẽ càng phát hiện ra vấn đề này còn rất nhiều điều cần tìm hiểu, lý giải và bản thân vẫn chưa đủ giỏi để hiểu hết trong một lúc. Người thiếu hiểu biết thường tự cao, tự đại, cho rằng mình biết nhiều, hiểu được mọi vấn đề. Còn những người thật sự có năng lực, nhìn xa trông rộng thì càng cảm thấy mình không hoàn hảo và có quá nhiều điều chưa biết. 2. Theo đuổi lợi ích ngắn hạn. Những người tầm nhìn hạn hẹp thường chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt và cái được, mất trong ngắn hạn để có được sự hài lòng nhất thời. Làm việc vất vả trong thời gian dài để thu được quả ngọt thường không có trong từ điển của những người này. Trong việc gì cũng vậy, họ đều muốn làm và phải thu được thành quả ngay. Nếu không họ sẽ thay đổi mục tiêu ngay lập tức. Một số người có tư duy như vậy, có lẽ trong ngắn hạn có thể thu được không ít. Nhưng về lâu dài, họ có nhiều thứ để mất hơn. Bởi họ dễ dàng bị những lợi ích nhỏ nhặt trước mặt cản trở. Cho dù có cơ hội có thể phát triển tốt, lâu dài nằm ngay trước mắt cũng sẽ bị họ bỏ qua. Nếu người có tư duy ngắn hạn lại chỉ chú tâm vào những điều nhỏ nhặt, chi ly thì ngược lại, người có tầm nhìn xa lại xem trọng những điều cốt lõi, mang lại giá trị lâu dài. 3. Thiếu cái nhìn tổng quan. Những người này bị hạn chế bởi sự thiển cận trong tâm lý và lối suy nghĩ của họ. Họ nhìn mọi thứ rất hời hợt, không có tư duy tổng thể hay tư duy vĩ mô. Những gì họ nhìn thấy giống như là bầu trời từ đáy giếng nhìn lên. Họ có kiến thức hạn hẹp và chiều hướng tư duy hạn chế nên suy nghĩ, ý kiến đưa ra thường có phần phiến diện. Và những người này luôn coi những kiến thức một chiều là chân lý nên trong bất cứ vấn đề gì, họ đều không đạt được kết quả như mong muốn. 4. Theo đuổi những thứ mơ hồ. Những người có tầm nhìn hạn hẹp thường theo đuổi một số thứ mơ hồ theo nhận thức của bản thân hơn là theo đuổi những điều đúng đắn và chuẩn mực. Ví dụ, kiểu người này thích ăn mặc như một người có chỉ số EQ cao để tỏ vẻ như bản thân là một người có EQ cao thay vì rèn luyện thói quen tốt, điều chỉnh cảm xúc một cách thông minh. Trong trường hợp này, ăn mặc để tỏ ra mình có EQ là suy nghĩ chủ quan, mơ hồ, còn rèn luyện thói quen, cảm xúc là điều đúng đắn và chuẩn mực. Những người này luôn theo đuổi những thứ tương đối mơ hồ, bởi họ có thể sử dụng những khái niệm mơ hồ này để xoa dịu cảm giác mất cân bằng, tự ti bên trong mình. 5. Thu hẹp vòng tròn quan hệ. Những người không có kiến thức thường không thích gặp gỡ quá nhiều người, bởi vì tất cả những điều xa lạ và thứ họ không biết là một thách thức lớn. Vì vậy, như một cơ chế tự bảo vệ bản thân, họ chỉ sẵn sàng đắm mình vào những vòng tròn nhỏ quen thuộc. Lâu dần, cảm xúc và trải nghiệm tâm lý của họ sẽ tương đối khép kín, thiền cận. Chính vì thu mình, thế giới xung quanh của họ quá nhỏ nên họ có xu hướng tự mãn. So sánh với một vài người trong vòng tròn quan hệ nhỏ, thấy mình giỏi hơn mà nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Thậm chí, nhận thức hạn chế còn có thể dẫn đến xu hướng hoang tưởng, dễ đi vào trạng thái cực đoan. Vì vậy, việc bạn có tầm nhìn xa hay không liên quan mật thiết đến thành công của bạn. Vậy nên, nếu bạn có những đặc điểm trên, hãy loại bỏ để bản thân trở thành những người có tầm nhìn xa, hoài bão lớn, thành công ắt sẽ đạt được. 17. Giàu nhờ thói quen tốt, nghèo vì tật xấu nhiều. Người càng không có tiền, càng nên triệt tiêu nhanh 4 loại tật xấu. Sống một đời, có vài người may mắn, phúc đức dồi dào, có thể trải qua cuộc sống thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ mọi đường. Còn hầu hết số người còn lại đều phải dựa vào chính mình mà đấu tranh với cuộc sống, bị xã hội ngược tả tơi vẫn phải gồng mình tiếp tục vật lộn với nó. Trong số họ, sẽ có vài người có thể trèo lên trên, thoát khỏi vực sâu, cũng có một số càng sống càng kém, chính vì trên người còn mang theo một số tật xấu sau. 1. Tham lợi nhỏ. Rất nhiều người càng không có tiền, càng đổi cách sống trở nên keo kiệt, do đó không tự chủ được mà muốn lợi dụng người khác.
chiếm chút lợi nhỏ. Có thể ăn trực một bữa cơm liền từ bỏ thể diện để tiết kiệm thêm mấy chục nghìn tiền một bữa ăn. Càng về lâu về dài, ấn tượng của họ trong lòng người khác là hình ảnh một kẻ vô lại, tham lam, nhỏ nhặt, chỉ thích chiếm lợi từ bạn bè, người quen. Mà một khi mọi người đánh mất hết niềm tin với họ rồi, sẽ không còn ai sẵn lòng muốn làm việc với họ nữa. Cả đời họ cũng không thể gặp được quý nhân giúp họ đổi đời, chỉ có thể sống càng lúc càng nghèo. Giống như câu chuyện dưới đây, trong bầy cừu có hai con cừu không biết vì nguyên nhân gì mà đang chiến đấu với nhau kịch liệt. Cả hai con đều dùng sừng của mình liều mạng húc vào đối phương, khiến trên mặt đất lưu lại rất nhiều vết máu. Một con sói đi ngang qua thấy vậy liền vui mừng nghĩ, cứ để hai con cừu này tiếp tục đấu với nhau như vậy, nó liền có thể được ăn thịt cừu ngay thôi. Vì thế, nó chạy đến đứng giữa hai con cừu, liếm máu trên mặt đất, thầm vui vẻ rằng trước liếm máu sau có thịt ăn, thật quá hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ lúc này, hai con cừu lại đột nhiên húc mạnh vào nhau. Con sói kia chỉ lo liếm máu, làm gì để ý đến chuyện này nên không kịp trốn thoát, bị hai cái sừng cừu đâm thủng bụng mà chết. Chỉ vì chút lợi nhỏ trước mắt, liền lấy sinh mệnh ra cá cược và trả giá. Người như thế trên đời có ít hay nhiều đây. 2. Mượn tiền sống qua ngày. Có câu nói thế này, giúp ngặt không giúp nghèo. Nếu tiền không đủ xài, thà là xin ứng lương trước hoặc ra ngân hàng vay tiền, chứ đừng kẹt một chút là mở miệng vay tiền bạn bè, đồng nghiệp. Kết quả tệ nhất chính là chấp nhận vay tiền từ các công ty tài chính. Hiện nay họ đã cho ra rất nhiều app cho vay tiền rất tiện lợi, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Mượn xong rồi thì cố gắng làm việc để tháng sau còn trả cả tiền mượn và chút tiền lãi cho người ta. Nếu không sẽ bị nhân viên chăm sóc khách hàng của họ gọi điện nhắc nhở suốt ngày, sẽ rất phiền. Nhưng thà rằng như vậy, tự tìm lối thoát cho bản thân, còn hơn lúc nào gặp khó cũng hướng người khác mượn tiền, sẽ chỉ khiến họ thêm coi thường. Bạn nhờ lần đầu, người ta còn có thể vui vẻ chuyển khoản qua. Nhưng cứ nhiều lần như vậy, họ sẽ chỉ nghĩ bạn là kẻ bất tài, vô dụng. Tại sao cả hai đều là người trưởng thành, nhưng người ta sống một mình trong xã hội càng ngày càng phất lên, còn bạn ngay đến cả bản thân cũng nuôi không nổi. Do đó, sống trên đời, đừng để cả thế giới biết đến sự khó khăn của bạn. Hãy giữ nó trong tâm trí và làm việc chăm chỉ trong thầm lặng. 3. Đứng núi này trông núi nọ. Từ trước tới giờ, đã có quá nhiều người dùng những lý do như công việc không có tiền đồ, quá khó khăn, không có hy vọng để làm cái cớ cho sự thất bại của mình. Để làm chi? Để họ dễ dàng từ bỏ công việc đó và lựa chọn một công việc khác, cái mà trông có tiền đồ, dễ thành công. Sau đó tiếp tục vòng tuần hoàn bắt đầu, từ bỏ, lại bắt đầu. Nhưng nếu ngay cả công việc hiện tại bạn còn chưa làm tốt, thì việc tìm kiếm bậc thang lớn hơn có ít gì, bạn cũng đâu đủ sức trèo lên. Bản thân không chịu làm tốt, suốt ngày còn suy nghĩ muốn nhảy qua việc này việc kia, chỉ khiến bạn trở thành kẻ đứng núi này trông núi nọ. Những người như vậy không hề biết đến tình huống thực tế của bản thân, năng lực không đủ nhưng tầm mắt lại rất xa. Đến cuối cùng nhất định sẽ đánh mất sự kiên trì của bản thân, khiến bản thân càng sống càng tệ. 4. Oán giận người khác vì không giúp mình. Có vài người càng thiếu tiền, sống càng thảm. Khi nhìn người xung quanh mình phát đạt, giàu có, trong lòng càng lúc càng bất mãn. Tại sao mấy người sống tốt như thế lại không chịu giúp tôi một chút? Cái giận khiến họ mất đi lý trí và lòng ganh tị khiến họ trở thành những người nhỏ nhen. Họ đã quên rồi một sự thật, người ta có giúp họ cũng là vì nể cái tình. Nếu người ta không giúp, cũng là chuyện thường tình trên đời, bởi vì người ta không có trách nhiệm phải giúp họ. Nếu chỉ vì chuyện này mà tức giận, oán hận, chỉ khiến chúng ta mất đi những người bạn tốt. Thế nên, dù không có tiền đi nữa, cũng phải trở thành một người nghèo nhưng sống tích cực, có danh dự, thể diện. 18. 40 câu danh ngôn dẫn lối bạn trên hành trình theo đuổi ước mơ. 1. Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới. 2. Những ước mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ hãi bị thất bại. Không có ước mơ đảm bảo thất bại xảy ra. 3. Ước mơ nhìn thấy điều vô hình, cảm thấy điều mơ hồ và đạt được điều không thể đạt được. 4. Ước mơ trở thành hiện thực, nếu không có khả năng đó thì tạo hóa đâu thèm xúi chúng ta mơ ước làm gì. 5. Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. 6. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện,
và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó. 7. Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được. 8. Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn đang sống không sáng tạo, hoặc bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình, hoặc bạn đang không sử dụng tài năng và nỗ lực trong cuộc đấu tranh vươn tới mục tiêu quan trọng. 9. Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu. 10. Không gì có thực như một ước mơ. Thế giới xung quanh bạn có thể thay đổi, nhưng ước mơ của bạn sẽ không thay đổi. Trách nhiệm không cần xóa nó đi, bổn phận không cần làm nó bị lu mờ, bởi vì ước mơ ở bên trong bạn, không ai có thể tước mất. 11. Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, nhưng sẽ không bao giờ có một ước mơ hệt như ước mơ của riêng bạn, vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết. 12. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. 13. Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá. 14. Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái. 15. Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng. 16. Ước mơ phải lớn hơn sự sợ hãi. Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn khao khát thì có thể chúng không đủ mạnh để chống lại những sự sợ hãi lớn dần lên và cuối cùng ngăn bạn thực hiện hóa ước mơ. 17. Ước mơ giống như loài chim, cảm nhận buổi ban mai và khẽ khàng cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối. 18. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. 19. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. 20. Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi tại sao vậy. Những người khác ước mơ những điều chưa bao giờ xảy ra và nói tại sao không. 21. Làm tâm hồn mất mong ước chẳng khác gì làm trái đất mất bầu khí quyển. 22. Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước. 23. Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn, vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi. 24. Nhìn về lâu dài, con người chỉ trúng đích những gì mình nhắm tới, vì vậy tốt nhất anh ta nên nhắm cao. 25. Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. 26. Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn, vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi. 27. Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại. 28. Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ. 29. Ước mơ không có ngày hết hạn, hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa. 30. Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuộm một màu đen tối, hãy để ước mơ là cây bút dạ quang điểm lên đó những vì sao sáng. 31. Ước mơ không đến với thiên tài và từ chối kẻ đần độn mà chỉ đến với những người có quyết tâm thực hiện mà không ngại khó khăn. 32. Bạn cần gì để bắt đầu kinh doanh? Đơn giản là biết rõ sản phẩm của mình hơn bất kỳ ai, biết rõ khách hàng của mình và có khát khao cháy bỏng đối với thành công. 33. Ước mơ giống như những vì sao. Ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. 34. Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung. 35. Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại. 36. Ước mơ giống như những vì sao. Ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. 37. Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn. 38. Cá không rời được sông nước, trái tim không thể không mơ ước. 40. Ước mơ không đến với thiên tài và từ chối kẻ đần độn mà chỉ đến với những người có quyết tâm thực hiện không ngại khó khăn. Chúng tôi tin rằng anh chị đã tự đúc kết ra những bài học của riêng mình. Rất mong anh chị chia sẻ bài học từng trải qua của bản thân mình ở phần bình luận để tất cả mọi người cùng học hỏi lẫn nhau. Nếu thích nội dung này, hãy bấm nút thích để góp phần lan tỏa đến nhiều người hơn nữa.
Đội ngũ kênh Ngọn Đèn Tri Thức trân trọng cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu để nghe video này.